Vợ chồng sau việc nào cũng phải hốt hoảng khi nhìn những món quà Thủy Tiên Công Vinh tặng nhau. Độ chịu chơi của đôi vợ chồng này ai nhìn vào cũng choáng. Vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên đều là những cỗ máy kiếm tiền cực siêu trong showbiz Việt. Cặp đôi sở hữu tài sản khổng lồ, thế nên không chỉ có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ, mà khi nhìn vào những món quà họ tặng nhau cũng đủ làm fan chết khiếp. Kỷ niệm 9 năm yêu nhau, Công Vinh đã tặng Thủy Tiên một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Jabot nổi tiếng, có gắn vàng nạm kim cương 18 carat. Giá niêm yết của chiếc đồng hồ này là 15.390 đô, xấp xỉ 350 triệu đồng. Cách đó không lâu, vào dịp cuối năm, cựu cầu thủ xứ Nghệ cũng vừa tặng vợ yêu sợi dây chuyền được làm từ chất liệu vàng 18 carat và có giá hơn 42 triệu đồng. Trong dịp kỷ niệm Valentine thứ 6 của mình, Thủy Tiên đăng tải trên Facebook hình ảnh món quà là túi sách Louis Vuitton màu đen do Công Vinh tặng. Được biết, chiếc túi này có giá 5.600 đô, khoảng 120 triệu đồng nếu mua tại Mỹ. Một chiếc túi khác Thủy Tiên được Công Vinh tặng, đó chính là túi Hermes size 35 màu cam, có giá khoảng 300 triệu đồng. Hồi tháng 4, 2016, Thủy Tiên lại khiến nhiều chị em phải ganh tị khi được Công Vinh đặt hàng chiếc Audi A8 có giá gần 5 tỷ đồng để làm quà cho mình. Hồi chưa kết hôn, cặp đôi cũng đã từng khiến fan choáng váng khi công khai giá trị món quà Công Vinh tặng Thủy Tiên, đó là chiếc đồng hồ bằng vàng có giá lên đến 4 tỷ đồng. Những cưới của đôi vợ chồng cũng có giá trị hàng trăm triệu đồng. Đây là món quà mà Công Vinh dành tặng bà xã sau đám cưới. Công Vinh hào phóng là thế, nhưng Thủy Tiên cũng chịu chơi chả kém gì. Đầu năm nay, nữ ca sĩ cũng khoe món quà mình vừa tặng chồng là chiếc điện thoại Vertu. Theo đó, giá trị thấp của dòng này cũng đã lên đến 215 triệu đồng. Ai cũng phải hốt hoảng trước danh sách quà tặng của cặp vợ chồng đình đám này. Ai cũng tưởng Chi Bu, Nhã Phương và Phương Trinh đẹp tự nhiên, hóa ra họ cũng phải giao kéo bộ phận này. Cả ba mỹ nhân được cho là sở hữu vẻ đẹp tự nhiên nhất, nhưng cuối cùng cũng phải nhờ sự can thiệp của giao kéo. Nhan sắc tự nhiên xinh đẹp của Chi Bu luôn được ca ngợi từ khi cô bắt đầu bước chân vào showbiz với danh xưng hot girl. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2014, cô nàng bất ngờ xuất hiện trước truyền thông với đôi mắt sưng húp, ngay lập tức rộ lên nghi án Chi Bu vừa đụng đến giao kéo bộ phận này. Sau đó không lâu, Chi Bu đã chính thức thừa nhận mình vừa thực hiện tiểu phẫu cắt da thừa mí mắt. Cô nàng cho biết lý do quan trọng nhất khiến Chi quyết định làm điều này là vì sức khỏe vấn đề của bản thân. Sau khi cắt mí, Chi Bu ngày càng xinh đẹp và đến nay cô đã trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt. Đôi mắt to và có hồn hơn. Chỉ nhờ cắt mí để đảm bảo thị lực, Chi Bu đã có cơ hội nâng tầm nhan sắc của mình lên một bậc. Tuy xinh đẹp tự nhiên, nhưng Angela Phương Trinh luôn tự ti với chiếc mũi của mình. Phương Trinh có khuôn mặt với các nét rất nhỏ nhắn, chỉ riêng cánh mũi là hơi to chút thôi. Mọi khi tôi dùng trang điểm để khắc phục, nhưng cũng không đáng kể. Khi nào cười là lộ rõ ngay, vì thế mới quyết định đi sửa mũi để các nét trên khuôn mặt hài hòa hơn. Thế nhưng trong một sự kiện nhiều năm trước, Phương Trinh khiến công chúng choáng váng khi thấy chiếc mũi bất ngờ nhọn hoắt như phù thủy. Tuy nhiên, nữ diễn viên rất tự tin và khẳng định rằng mũi của mình sẽ sớm hoàn thiện theo thời gian. Có lẽ đây cũng là quyết định sáng suốt của bà mẹ nhí. Chiếc mũi thon gọn cao đã giúp cô cải thiện nhan sắc đáng kể, trở thành mỹ nhân đẹp không gốc chết. Thế nhưng thỉnh thoảng fan lại nhận ra hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ. Mũi Phương Trinh lại bị biến dạng như thế này. Trước đây, Nhã Phương dù rất xinh xắn, đáng yêu nhưng lại sở hữu chiếc mũi kém hoàn hảo. Sống mũi thấp còn cánh mũi lại khá to. Sau này Nhã Phương xuất hiện với chiếc mũi cao thanh tú, cánh mũi cũng thu hẹp đáng kể, làm dấy lên tin đồn giao kéo. Và nữ diễn viên cũng không ngần ngại thừa nhận rằng mình đã phẫu thuật nâng mũi. Chỉ cần một tiểu phẫu nhỏ, nhan sắc của Nhã Phương đã khác biệt trông thấy. Có lẽ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ là hoàn toàn đúng với cô nàng. Mỹ Tâm bất ngờ tuyên bố khóa MV Anh Thì Không trên YouTube. Trên Facebook, ca sĩ Mỹ Tâm khẳng định sẽ khóa bài hát Anh Thì Không trên kênh YouTube của cô, dù MV này mới xuất hiện trên YouTube chưa đầy một tháng. Tuyên bố khóa MV Anh Thì Không của Mỹ Tâm trên YouTube khiến nhiều fan buồn và thắc mắc lý do vì sao lại vậy. Trên trang Facebook, Mỹ Tâm viết,
Do chưa tìm hiểu kỹ nên chưa xác minh được tác giả viết lời Việt cho ca khúc nhạc Pháp Anh Thì Không, nên tạm thời Mỹ Tâm sẽ khóa bài hát này trên kênh YouTube để tôn trọng bản quyền các bạn nhé. Rất xin lỗi khán giả vì sự bất tiện này. Dòng trạng thái này đăng tải chưa đầy 30 phút đã nhận được hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc và rất nhiều comment. Facebook Nguyễn Hùng Cường bình luận và dẫn ra hình ảnh chụp màn hình thông tin về MV Anh Thì Không đăng trên YouTube. Xin phép tác giả chưa thì mình không biết, nhưng rõ ràng Mỹ Tâm có ghi lời Việt của tác giả Việt Nam. Rõ ràng vậy mà có một số báo nói Tâm không ghi tên tác giả Việt. Vậy cái này là cái gì? Facebook Trâm Ngọc thắc mắc, thấy cái status này cũng không ổn lắm, chỉ là ca sĩ chuyên nghiệp, trong clip cũng có ghi tên tác giả viết lời. Mà giờ lại status này nói là chưa tìm hiểu kỹ nên chưa xác minh. Vậy sao lại phát hành và quay clip? Như vậy hơi mâu thuẫn và có thể bị người ta đem ra bắt bẻ. Mong công ty của Mỹ Tâm xem xét lại câu chữ. Facebook Phương Cao nói, ghi rành rành rồi mà còn kiện ngược rõ khổ. Facebook Kiều Nguyệt than thở, buồn quá MV rõ hay. Facebook Quang Thịnh lại viết, ủng hộ tác quyền, chỉ làm vậy sẽ nêu gương cho các ca sĩ khác. Anh Thì Không là ca khúc nhạc Pháp lời Việt, được họa mi tóc nâu thực hiện MV nhưng dịp Tết Nguyên Đán. Vốn ra đời từ năm 1976 và từng được minh tinh nước ngoài thể hiện trên phim. Xuất phát từ màn trình diễn ngẫu hứng cùng rapper tại một buổi biểu diễn, cho đến nay, Anh Thì Không trở thành ca khúc mà Mỹ Tâm thường xuyên nhận được yêu cầu hát live. Nắm bắt được tâm lý ấy, nữ ca sĩ mới đây đã thực hiện MV minh họa cho ca khúc nhạc Pháp lời Việt. Đây được coi là một ca khúc đầy sáng tạo của Mỹ Tâm khi cô liên tục biến hóa với nhiều hình tượng nhân vật thú vị khác nhau. Hiện trên YouTube, ca khúc này có hơn 2 triệu lượt xem. Đến 2 giờ chiều nay, MV chính thức bị khóa, như lời khẳng định dù trước đó các fan của Mỹ Tâm vẫn có thể truy cập được bình thường. Không còn e dè, Hoàng Thùy Linh và Vĩnh Thụy công khai yêu nhau. Cặp đôi Hoàng Thùy Linh Vĩnh Thụy đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ và tận hưởng ngày Valentine ở xứ sở cờ hoa. Mới đây, nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh vừa bất ngờ chia sẻ hình ảnh lãng mạn cùng bạn trai trên trang cá nhân. Không lâu sau khi đăng tải, bức ảnh đã thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ và khiến cộng đồng mạng xôn xao. Dù chỉ chụp bàn tay người yêu cùng Hoàng Thùy Linh tạo hình trái tim, nhưng nhiều người đã ngay lập tức nhận ra chàng trai đó không ai khác hơn là Vĩnh Thụy. Được biết, nam người mẫu cũng đang có mặt tại Mỹ cùng thời điểm và chuyến lưu diễn của Hoàng Thùy Linh. Dòng trạng thái mới nhất của Hoàng Thùy Linh cô viết Happy Eaters Moment. Ngay lập tức, cư dân mạng đã nhận ra bàn tay của Vĩnh Thụy trong bức ảnh do Hoàng Thùy Linh chia sẻ. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Thùy Linh và Vĩnh Thụy bị bắt gặp hẹn hò. Và dẫu ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ yêu đương từ lâu, nhưng cặp đôi chưa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm một cách công khai. Mới đây trả lời cho một bài phỏng vấn, Vĩnh Thụy đã lần đầu công khai chuyện hẹn hò với Hoàng Thùy Linh. Khi được hỏi Tết vừa rồi, Vĩnh Thụy có về Thanh Đảo ra mắt bố mẹ bạn gái, anh vui vẻ đáp, nếu về ra mắt thì có nhiều dịp chứ đâu phải dịp Tết. Tết Linh về nhà cúng kiến phụ giúp gia đình, tôi cũng có nhà ở đây, cũng cúng kiến ở đây nên cũng không có dịp ra. Không chỉ thoải mái nhắc đến Hoàng Thùy Linh với danh xưng bạn gái, Vĩnh Thụy còn tiết lộ mong muốn sẽ sớm kết hôn trong tương lai. Thú thực là những năm gần đây, tôi bắt đầu hướng về cuộc sống gia đình, nhận ra mình cần ổn định gia đình riêng, công việc và cuộc sống. Tuy vậy, dẫu sao đó cũng là những dự định trong đầu. Và đã là dự định thì chắc chắn cũng cần phải cân nhắc, cẩn trọng và thấu đáo. Tôi giữ nó cho kế hoạch của mình và cũng không muốn chia sẻ nhiều vì tất cả vẫn còn ở phía trước. Trước câu hỏi ngày Valentine năm ngoái, Vĩnh Thụy đã làm gì cho Hoàng Thùy Linh, anh khéo léo đáp trả. Tôi như cá vàng, bơi qua bơi lại là không nhớ gì hết. Nhiều khi như vậy cũng hay, những cảm xúc đẹp có khi sẽ rất đẹp trong trí nhớ cá vàng. Nam siêu mẫu còn hài hước cho biết, showbiz đã giúp anh tìm thấy một nửa của mình. Linh là người phụ nữ của gia đình, có hiếu với bố mẹ, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Linh cũng từng va vấp rồi và vươn lên mạnh mẽ từ những va vấp đó. Linh có nhiều điểm tương đồng với tôi và bản lĩnh hơn khi cô ấy lại là phụ nữ. Tôi nghĩ đây là người phụ nữ mà mình đáng trân trọng. Tôi cũng học Linh rất nhiều, đó là sự cố gắng, quyết tâm vượt qua tất cả để làm điều mình thích, Vĩnh Thụy thổ lộ.